Rồi con đường này đường Đồng Khởi nè. Đường Đồng Khởi hôm nay đông dữ ha. Đây là đường Lý Tự Trọng nè, hồi xưa là đường Gia Long. Bên đây phải là dinh Cần Thơ. Đây là công viên Chi Lăng nè. À. Hồi đó đây có cái building nè bà con. À, building. Chung cư ở đây nè. Nhìn qua bên kia tòa nhà Eden đó, đó ngay góc đường đó có cái cà phê chùa Pagoda đó. Pagoda ở đây. Ở đó đây có nhà sách gì ta? Xuân Thu. Tiệm bánh Ivan. Khách sạn Continental nè. Tiệm bánh Ivan nè. Hồi xưa Continental với lại cái Caravel đó là mặt trời với mặt trăng đó nha bà con. Nước sông với nước giếng đó. Chia làm hai phe rõ rệt luôn á. Đây là Hạ Nghị Viện nè, trụ sở Hạ Viện ở đây. Ở đó đây nè, cái Opera nè bà con, là cái hãng Air France á. Đường Nguyễn Thiệp nè, trước năm 75 là đường Nguyễn Thiếp. Cà phê Trung Nguyên này là phòng trà tự do nè. Đường Đông Du này là Thái Lập Thành. Sale 50%. À, sắp tới tháng 11 rồi. Sắp tới là bước vào mùa sale bà con. Cái ngày lễ Tạ ơn là cái ngày mà sale dữ dằn nhất. 30 gò một năm đó, gia đình 30 gò mua đồ, mua sắm có một mùa bà con, tháng 11. Ở Việt Nam bây giờ cũng bắt chước Tây rồi đó, tháng 11 sale dữ lắm. Và thế là cái 30 gò thường hay trong một năm á, 30 gò không có mua đồ nhiều, 30 gò đợi tháng 11, 30 gò mua dữ lắm. Ở Việt Nam mình hồi đó, lúc mà 30 gò còn nhỏ đó thì thường hay đến dịp Tết mới mua sắm. Còn bây giờ thì 30 gồ thì mua vào dịp tháng 11. Quần áo nói chung thiếu cái gì là 30 gồ để tháng 11 30 gồ mua. Riết từ từ cái cũng giống phương Tây quá ha. Mà tại vì tháng 11 nó rẻ lắm mà con, nó sale nhiều. À, 9 đến 18 tuổi. Đang cái gì nè, tổ chức một cái buổi lễ hội gì nè bà con. Phòng vệ gì đó. Phòng vệ HBV gì đó bà con. Không biết cái phòng vệ cái gì đây. Tuần này nè. Ở đây mấy cái sạp này cứ hạ xuống dựng lên hạ xuống liên tục rồi bà con.
nhà hàng cà phê. Ngay đây hồi xưa là showroom trưng bày điện tử, còn bên kia là một cái lễ hội ẩm thực gì đó. Rồi con đường này là đường Lê Lợi nè. Sài Gòn sáng nay là thứ tư nha bà con, 16 tháng 10. Con đường này là đường đại lộ Lê Lợi. Đây là kem Bạch Đằng nè, hồi xưa là tiệm kem Mai Hương. Úi chà, cái gì mà kẹt vậy? À không, ở đây là do cái đèn này nè bà con. Ba mấy gò đó có từng nói bà con bác á, cái đèn này ngộ lắm. Mình đi đèn xanh đúng của mình đi á, giống như mình đi vượt đèn đỏ vậy đó. Tại vì đèn xanh thì đi thẳng nè, xe bên kia người ta quẹo trái qua, người ta cũng đi đúng luôn. Cái thành thử giống như mình bị vượt đèn đỏ. 32 nè, 42 nè. Đó, cái 11 này nè bà con. Cái nhà này nè, hồi xưa là tiệm cắt tóc Ngô Đẹp á, bây giờ là tạp chí du lịch. À, cái căn nhà đó đó, hồi xưa là cắt tóc Ngô Đẹp. Không biết bà con cô bác có nhớ cái tiệm cắt tóc Ngô Đẹp này không? Đây, Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè, Nguyễn Trung Trực nè. Rồi ở đây hồi xưa là nhà hàng Kim Sơn nè. Ở phía trên cái chỗ mà chữ gác nhỏ đó bà con, đó là vũ trường Bồng Lai đó. Hồi đó là chuyên gia là tổ chức mấy cái lễ trao giải thanh tâm đó. Còn đây là cái cổng của Hương Xá Tam Đa nè. Ui cha, rào lại rồi hả ta. Đây là nhà hàng Thanh Thế nè. Nhà hàng Thanh Thế giờ bà con bác nhìn thấy nó tiêu điều hơi ớn không? Một thời, biểu tượng một thời á, nơi đây là giới thượng lưu á, dân có tiền á, ra đây ăn sáng cà phê á. Đó, giờ bà con bác nhìn không? Có tiêu điều thê thảm không? Con đường này là hồi đó là Tạ Thu Thâu bán giải nhiều lắm. Khu này là khu người Chà nè, còn cái khu người Việt của mình là bên kia đó. Đó bên đây là bán giải nhiều lắm nha bà con. À, cửa đông chợ Bến Thành. Bà con cô bác có biết cái lịch sử của chợ Bến Thành này không? Tại sao ba mày cầu đố bà con cô bác biết nè, tại sao người ta gọi là chợ Bến Thành? Đố bà con cô bác biết á. À, bà con cô bác nào mà biết comment liền giúp ba mày cầu tại sao nó có tên chữ Bến Thành. Rồi hôm nay đố cho nên ba mày cầu sẽ không nói ha. Dịp sau có dịp ba mày cầu sẽ nói cho bà con cô bác nghe về lịch sử của chợ Bến Thành này. Và tại sao nó mang tên là Bến Thành luôn. À, bà con cô bác nào có biết thì bà con cô bác comment giúp ba Michael. À, đây là cửa Bắc chợ Bến Thành. Rồi bà con cô bác nào mà muốn nghe ba Michael kể chuyện thì nhớ bấm nút đăng ký subscribe kênh nha bà con. À, để đừng có bỏ sót video của ba Michael. Hồi đó đây là có hai cái nhà bán vàng lá, Nguyễn Thế Năng và Nguyễn Thế Tài. Ba mấy cô kể chuyện tùy hứng lắm, cho nên bà con cô bác nhớ là xem phim thì xem từ đầu đến cuối.
ha. À, cái đừng có bấm tua tua, bấm tua tua là sẽ bỏ sót mấy cái câu chuyện mà Michael kể. À, đây là cửa Tây chợ Bến Thành nè. À, đây là cái khu đổi tiền là nổi tiếng nè. Bây giờ thấy toàn Tây đổi mà, với người Việt hết đổi rồi. Cái khu này cái thời gian á, xin thưa bà con bác, Việt Nam đổi nhiều lắm. À, cái khu này hồi xưa là khu người Việt mình nè bà con. À, bây giờ là phố Mã Lai rồi. Người Mã Lai ở đây nhiều. Hồi đó con đường này đường Nguyễn An Ninh nè. Bà con cô bác còn nhớ dầu cù là Nguyễn An Ninh không? À, dầu cù là Nguyễn An Ninh với lại Mắc Phu á. Là nó là một đó nha bà con. Nhưng mà để bữa nào có dịp ba mẹ cậu kể cho bà con bác nghe về cậu dầu cù là. Tại sao nó có hai cái thương hiệu? Thời nay ba mẹ cậu thấy ít ai xài dầu cù là quá. Chứ hồi đó nhà của ba Michael lúc nào cũng có hũ dầu cù là. Rồi sau này có hũ dầu cù là sao vàng nữa. Bây giờ không thấy nữa. Cái hình đỏ đỏ đó bà con, có cái ngôi sao màu vàng nhỏ nhỏ, hộp nhỏ nhỏ. Giờ không thấy nữa. Hồi đó dân Việt Nam mình xài dầu cù là dữ lắm. Bây giờ không còn. Bây giờ đa phần là người ta xài dầu xanh. Dầu xanh của Singapore kèm về ấy bà con. Dầu gió xanh đó. Bây giờ hầu như là thấy ai đi chơi hay cái gì đó là đều thay thế bằng cái chai dầu xanh đó. Mà Việt Kiều đi về nước thì cũng thường hay xách cái đó về cho nhiều lắm. Chứ hồi đó mỗi lần mà đi đâu xa hay đi xe đò gì đó là mấy bà thường hay thủ thêm mấy cái dầu cù là, dầu nhị thiên đường, đó, mấy cái chai dầu đó. Khách sạn New World nè. Rồi ra đây là tới ngã 6 Phù Đổng Thiên Dương. Ở đây người ta còn gọi đó là ngã 6 Sài Gòn đó bà con. Hồi đó nha, chứ bây giờ là ngã 6 Phù Đổng Thiên Dương. Nói ngã 6 Sài Gòn không ai biết đâu. Bên phải là Cách Mạng 8 này, hồi xưa là Lê Văn Duyệt. Đường Lê Thị Riêng này hồi xưa là Ngô Tùng Châu nè. Bên kia Nguyễn Trãi hồi xưa là Võ Tánh. Nước Tăng Lực này hồi xưa là cái khách sạn ở phía trên mà chữ Kim Nhân Group đó bà con. Hồi xưa đó có vũ trường trên đó đó. Mình vô đường Ngô Tùng Châu. Ở đây có bánh mì Huynh Hoa nè, nổi tiếng lắm. Xếp hàng từ sáng đến trưa. Hồi xưa như ba mẹ còn nhớ chỉ bán buổi chiều tối thôi, giờ bán từ ban ngày luôn rồi đó. 68.000 một bộ. Xin thưa bà con quá, ba mẹ còn thấy 68.000 một bộ. Chắc có lẽ là mắc nhất á. Mình bánh mì bà Quỳnh kia em biết nhiều ổ. Ở đây đây hồi xưa là tiệm cơm Phước Tường. Hồi đó đây là nhà của nghệ sĩ Thanh Nga nè bà con. Ngay tại cái con đường này là đêm giờ quên rồi, bữa nào nhớ kể. Tại giờ video nó cũng cuối rồi, ba mẹ còn ra vô cái mắt công nó kéo dài, bà con ngồi bác xem không nổi. Bên đây phải ba mẹ còn số 114 rồi con, hồi xưa là có văn phòng gì của đạo Hòa Hảo bà con. Đó, nguyên cái khu này nè bà con, đó, trước năm 75. Giống như là một cái văn phòng đại diện gì của đạo Hòa Hảo Sài Gòn đó bà con.
Rồi đây là đường Tôn Đức Tùng, Bùi Thị Xuân. Đường Tôn Đức Tùng này hồi đó là Bùi Chu nha bà con. Tại vì ở đây có một cái trụ sở giáo phận Bùi Chu ở đây. Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn xưa là trường Nguyễn Bá Tồng đó. Rồi cái ngân hàng Ngoại thương Việt Nam này hồi xưa là cái nhà tòa sản báo bà con. À, tòa sản báo. Sau năm 75 nơi đây là từng là cái nơi in sách đó bà con. À, in tập. Không biết bà con có bác nào mà học ở trường Bùi Xuân này vào thập niên 80 á, bà con có biết biết lúc đó thầy Quy á là cho in tập Bùi Xuân. À. Nơi đây là đó là canteen nè. Giờ xây nguyên tòa nhà bự tổ bà nói luôn. Gì năm xa đét 30 gò ăn đây cũng 3-4 lần rồi. Đó, cô ốp mắt này là siêu thị đầu tiên ở Sài Gòn nè bà con. Sau năm 75 ở đó đây có cái đài nước nè, một cái vách tường cái đài nước với cây bự. Ở đây người ta còn gọi đó là thành Ô Ma. Cái cổng thành Ô Ma xưa mặt đường ở đây nè. Muốn vô thành Ô Ma là vô cái mặt đường ở đây nè bà con. Rồi giờ quẹo qua đây, con đường này là đường Phạm Viết Chánh. Hồi xưa đường rầy xe lửa rồi đi con đường này nè bà con. À, đó đường rầy xe lửa là đi đường này. À, bên tay phải 30 gò đây nè, ngay đây nè. Có đường rầy xe lửa. Cỏ thắng 32.000 cò đông quá ha. Trường này hồi xưa là tên là trường Hoàng Thụy Năm. Tên của một ông đại tá làm ở Ủy hội Quốc tế đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa. Và cuối cùng ông bị ám sát đâu trên biệt Thủ Đức đó bà con. Còn đây là truyền tin quân đội trước năm 75, công viên Phong Châu. Ôi, vậy là 30 gòi chạy dắp vòng rồi. Tới khu quán tịch rừng rồi nè. Trung tâm Sài Gòn chi nhánh 1. Đây là hẻm 59 nè. À, Phạm Viết Chánh. Discard, đây là khu bán thịt rừng nè. Ở đây thì đó có bán thịt mấy con treo, thịt nai, 30 gòn ở đó muốn ăn thịt rừng đó là lên đây mua. Ở đây có bán nai. Bây giờ thì thấy toàn là treo bảng bán thịt bò, thịt bê với lại thịt heo không à. Không thấy bán thịt nai. Ở đó đây có bán mấy con treo á. Treo nay đúng, nói chung là đúng nghĩa thịt rừng luôn á, còn bây giờ không biết còn bán không. Rồi chạy dắp vòng rồi thôi. Pamigo xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.